Chào cả nhà, mọi người Hà đang đứng tại Lý Hải Studio và Lý Hải Studio chỉ mở cửa 2 ngày duy nhất, ngày 20 và 21 tháng 4 từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Thì ở trong Lý Hải Studio cũng sẽ có một cái chiếc xe cắt tóc miễn phí của Đông Tây Barber Shop nha. Nếu mà quý khách đến đây tham quan và vui chơi thì mọi người có thể trải nghiệm cắt tóc tại Đông Tây Barber Shop nha. Và có hai bạn rất là dễ thương, nó sẽ tạo những cái mẫu tóc rất là đẹp cho mọi người nha. Đó, studio thì sẽ có một cái quầy nước miễn phí nha cả nhà. Tại vì ngày hôm qua thì Vật Mặt đã mở bán vé rồi. Và những quý vị khán giả nào mà đã mua vé Vật Mặt 7, mua vé sớm thì mình sẽ có một cái quầy ở đây. Chút nữa khi mà mở cửa thì mình sẽ phát nước cho mọi người ha. Chúng mà mình sẽ dán lên luôn một cái dòng chữ, vì chưa có dán. Cái dòng chữ là sẽ phát mỗi chai nước miễn phí cho những người mà mua vé. Nên vì Vật Mặt 7 ở đây, khoan nước uống ion kiềm phôi. Đây chính là anh Nguyên giám đốc của phôi ha. Thì ở đây á, nước uống sẽ tặng cho một các bạn mua vé Gặp Mặt thì sẽ tặng nước, bởi vì ở đây đang là buổi 12 giờ trưa, trời rất là nóng mà mọi người đi tham quan phim trường rất là mệt. Thì thay vì là bán thì anh Nguyên đã dành tặng cho quý vị khán giả của phim Lật Mặt 7, tại vì phim thì đã mở bán vé cho Snook Son từ 19 giờ ngày 24 và ngày 25, và từ ngày 26 thì mình sẽ có suất chiếu cả ngày luôn. Và hiện tại thì đã mở bán vé Lật Mặt rồi, nên anh Nguyên đã dành một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là những bạn nào đã mua vé Lật Mặt thì sẽ được nhập nước suối ở đây miễn phí ở tại phim trường Lý Hải Studio nha cả nhà. Nên mọi người có đi tham quan, có khát nước thì nhớ ghé vào trong quầy của nước suối Voi để lấy nước ha. Hello, xin chào cả nhà. Và phía sau Hà đây chính là quầy bánh mì Trạng nha cả nhà. Một cái bánh mì rất là ngon, Hà rất là thích luôn. Thì bánh mì Trạng đã từ Sài Gòn lặn lội xuống tới Lâm Đồng. Ngày hôm nay là những cái vị khách của ekip bên Hà mời xuống. Và cái thứ hai là ở đây là sẽ phục vụ các khách bạn lai để tham quan phim trường mua bánh mì. Và 50% lợi nhuận này sẽ được dành tặng cho quỹ từ thiện Trái Tim Đồng Cảm. Thì mình sẽ, Hà và anh Lý Hải sẽ đại diện mọi người để đi trao những cái phần quà ở các viện dưỡng lão nha. Thì hôm nay là ngoài cái sạp hoa trao tình yêu thương, hoa bất tử ở trong phim trường Lý Hải Studio, là mình cũng sẽ dành toàn bộ cái tiền bán hoa đó để mình trao tặng cho các viện dưỡng lão. Thì có thêm Trạng là người đồng hành. Đây chính là sư phụ. Hấp dẫn quá.